Bây giờ chúng ta sẽ đến với các nghiệp vụ thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng cơ bản. Thực ra các nghiệp vụ này các bạn đã được học một số nghiệp vụ ở các chương trước rồi. Tuy nhiên, chị sẽ ôn tập lại cho các bạn và dạy thêm cho các bạn những cái ví dụ mới. Các em cùng nhìn vào cái bảng công thức ở trên bảng nhé. Bây giờ mình sẽ dựa vào những cái công thức này và chị Linh sẽ giải thích cho các bạn tại sao người ta lại diễn ra cái công thức như thế để các bạn cùng có một cái cách tư duy với chị nhé. Bên trái là cột tăng tiền khi chúng ta nhận thêm tiền về doanh nghiệp. Bên phải là cột giảm tiền khi chúng ta mất tiền đi, phải chi tiền đi. Đây là thu, còn đây là chi, tăng, giảm tiền trong doanh nghiệp. Bây giờ mình sẽ đến với nghiệp vụ đầu tiên, nghiệp vụ về tăng tiền. Một, rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt. Chúng ta ở trong cái thời gian sinh viên á, các bạn rất là hay được bố mẹ gửi tiền về đúng không? Mình gửi về thì nó đổ vào cái tài khoản ngân hàng của các bạn. Và khi các bạn cần dùng tiền thì mình sẽ đi rút tiền gửi ngân hàng. Mình sẽ thử đặt mình trong một cái ví dụ thực tế như vậy nhá. Mình đi đến ngân hàng và mình rút tiền gửi ngân hàng về. Và đương nhiên ngay tại lúc đấy thì tiền mặt của mình sẽ tăng hay giảm nhỉ? Mình sẽ tăng tiền lên. Hay các em sẽ tăng tiền lên đúng không ạ? Tiền gửi ngân hàng sẽ giảm xuống. Mình đi rút nó ra mà. Mình đi rút nó ra thì cái tiền ở trong ngân hàng của mình nó sẽ bị giảm số dư xuống. Còn cái tiền mặt của mình thì nó sẽ tăng lên vì mình đang cầm trong tay nhiều tiền hơn. Ở bên này, tài sản tăng ghi nợ, tài sản giảm ghi có. Các em cùng nhìn sang bên phía tay phải nhá. Nó sẽ ngược lại thôi. Vừa nãy mình rút tiền, bây giờ mình chuyển tiền thêm vào tiền gửi ngân hàng của mình. Đây, chuyển tiền mặt vào ngân hàng thì tiền gửi ngân hàng sẽ tăng, còn tiền trong tay của chúng ta sẽ mất đi. Tài sản tăng, nợ giảm có. Rất là đơn giản đúng không ạ? Trong trường hợp đầu tiên, nó chuyển hóa qua, chuyển hóa lại từ tiền gửi ngân hàng sang tiền mặt và ngược lại. Nghiệp vụ số 2, đây, nghiệp vụ rất quen thuộc trong trường hợp bán rồi. Bán hàng cho khách hàng và thu tiền. Khi chúng ta bán hàng cho khách hàng thì chúng ta sẽ ghi nhận doanh thu của chúng ta sẽ tăng lên. Cái này mình học rất là kỹ rồi. Doanh thu tăng. Và khi mà khách hàng trả tiền cho các em thì tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng của mình cũng sẽ tăng theo. Và nếu đề có nhắc đến thuế thì chúng ta sẽ dùng thuế giá trị gia tăng phải nộp đúng không? Hoặc là các em có thể ghi là thuế giá trị gia tăng đầu ra cũng được. Thuế phải nộp với thuế đầu ra là như nhau. Thuế đầu vào với thuế được khấu trừ là như nhau nhé. Tài sản tăng ghi nợ này. Tài sản tăng ghi nợ. Doanh thu tăng ghi có. Nghiệp vụ số 2 bên này nè. Nghiệp vụ số 2 bên này là bán hàng thì mình sẽ thu về tiền. Còn bên này khi mất tiền chính là lúc chúng ta mua đúng không ạ? Đây, trên là rút, bên này là chuyển. Bên này bán thì bên này sẽ là mua. Chúng ta sẽ thấy nó ngược nhau như vậy. Bên tăng bên giảm nó sẽ ngược nhau như vậy. Thế thì khi chúng ta đi mua, chúng ta có thể mua hàng, hoặc là chúng ta có thể đi mua nguyên vật liệu, hoặc là chúng ta có thể đi mua tài sản cố định. Thế thì khi chúng ta đi mua cái gì thì cái thứ đấy nó sẽ tăng lên. Hàng tăng lên, hoặc nguyên vật liệu tăng lên, hoặc là tài sản cố định sẽ tăng lên. Thuế giá trị gia tăng đầu vào hoặc là thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Ở trong những cái bài trước thì chị hay dạy các bạn là thuế được khấu trừ đúng không? Thuế được khấu trừ với thuế đầu vào nó như nhau nhá. Mình sẽ dùng thuế giá trị gia tăng đầu vào để nó giống với những cái slide của các em trên lớp hơn một chút. Từ những cái bài học sau thì chị sẽ sử dụng thuế giá trị gia tăng đầu ra và thuế giá trị gia tăng đầu vào để cho nó khớp với những cái gì mà các em được học ở trên giảng đường của mình. Thuế giá trị gia tăng đầu vào tăng lên này. Và đi mua đương nhiên rồi, chúng ta sẽ mất tiền. Tiền mặt hoặc là tiền gửi ngân hàng nó sẽ giảm xuống. Ba cái này đều là tài sản. Tài sản tăng, ghi nợ. Ôn lại nghiệp vụ mua bán thôi. Tài sản giảm, ghi có. Đã. Rồi, tiếp theo. Khách hàng nợ tiền và bây giờ họ trả nợ cho mình. Mình sẽ ghi như thế nào? Lúc mà khách hàng nợ tiền của mình ấy thì mình tăng khoản phải thu khách hàng lên. Bây giờ khách hàng trả tiền cho mình thì phải thu khách hàng sẽ giảm xuống và tiền trong tay của chúng ta sẽ tăng lên. Họ có thể trả mình bằng tiền mặt hoặc là họ có thể trả mình bằng tiền gửi ngân hàng. Tăng tương ứng, tài sản tăng, ghi nợ, tài sản giảm, ghi có.
chi tiền thanh toán đây. Khách hàng nợ tiền mình thì mình đang thu tiền của khách hàng, đúng không ạ? Khách hàng nợ thì bây giờ mình thu thêm tiền của khách hàng. Còn bây giờ mình là người đi mua thì mình sẽ phải chi tiền cho người bán, chi tiền thanh toán cho người bán. Cái vai trò của mình nó khác nhau. Ở bên này là vai trò người đi bán, còn bên này là vai trò là người đi mua, cần phải trả tiền cho người bán đấy khi chúng ta đang nợ họ một khoản tiền. Ở đây lúc mà chúng ta trả tiền cho họ thì phải trả người bán sẽ giảm xuống, lúc mà chúng ta nợ tiền họ thì phải trả tăng lên. Bây giờ mình trả tiền cho họ rồi thì phải trả nó sẽ giảm xuống, và đồng thời tiền của chúng ta cũng ra đi luôn. Tiền đưa cho họ thì tiền của chúng ta sẽ giảm xuống, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng giảm, nguồn vốn giảm, ghi nợ, tài sản giảm, ghi có, rất đơn giản đúng không? Rồi nghiệp vụ tiếp theo, nghiệp vụ liên quan đến chi tiền tạm ứng cho nhân viên. Ở trong ngay những cái bài học đầu tiên chị đã giải thích cho các em tài khoản tạm ứng rồi đúng không ạ? Mình cùng lấy lại ví dụ nhá. Ví dụ như là công ty chúng ta đang cần mua, chúng ta tối nay có một lễ sinh nhật của một ai đó trong công ty chẳng hạn, thì bây giờ công ty chúng ta đang cần đi mua 100 ly trà sữa. Đó, chúng ta đang cần đi mua 100 ly trà sữa để tổ chức lễ hội liên hoan cho anh em. Dạ, 100 ly trà sữa này khi đi mua thì đương nhiên cái người đi mua ấy là họ phải có tiền, họ phải có kinh phí để đi mua. Vậy thì công ty của chúng ta sẽ đưa tiền cho người nhân viên, nhờ một người nhân viên đi mua thì phải đưa tiền cho cái người nhân viên đấy để họ có tiền để họ có thể đi mua được 100 ly trà sữa này. Thì chúng ta ước tính là chúng ta sẽ đưa họ bao nhiêu? Đưa họ 2.500.000 để đi mua 100 ly trà sữa như thế này. Thì chúng ta đưa họ 2.500.000. Mình đưa họ 2.500.000 rồi thì cái khoản 2.500.000 này được gọi là tài khoản tạm ứng, đưa tiền trước cho nhân viên để nhờ nhân viên đi mua một cái gì đấy, người ta gọi là tài khoản tạm ứng. Tạm ứng lúc này tăng hay giảm? Tiền tạm ứng lúc này sẽ tăng lên và tiền của công ty của chúng ta sẽ giảm xuống, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng sẽ giảm xuống. Đây chính là hoạt động chi tiền cho nhân viên để tạm ứng cho nhân viên đi mua một cái gì đó. Tài sản tăng, ghi nợ. Tài sản giảm, ghi có. Và bây giờ tiếp theo một hành động nữa xảy ra là nhân viên đi mua về thì sao? Bây giờ 2.500.000 này mình đưa cho nhân viên rồi, nhân viên đi mua về và bảo là em tiêu hết 2.400.000 đó. Thế thì còn 100.000 thì em phải trả lại công ty thôi. 2.400.000 người ta tiêu hết thì kế toán sẽ ghi nhận như sau: khi nhân viên đi mua hàng về, họ sẽ phải hoàn ứng tức là hoàn lại cái 100.000 tiền ứng thừa này, họ sẽ phải hoàn lại, hoặc là những cái tiền mà họ đã tiêu rồi, 2.400.000 họ đã tiêu rồi này, thì họ phải quyết toán cái tiền tạm ứng mà họ đã tiêu. Tóm lại, sau khi mà đã đi mua đồ về rồi thì phải ghi nhận chi phí của những thứ họ đã tiêu hao đi, và họ sẽ phải ghi nhận cái khoản tiền mà họ phải trả lại doanh nghiệp, hoàn lại doanh nghiệp. Chúng ta sẽ ghi nhận như sau. Ví dụ chúng ta đi mua 2.400.000, đi mua 100 ly trà sữa như thế kia, thì công ty sẽ tính vào chi phí liên quan đến hoạt động liên hoan của anh em. Thì anh em đấy làm trong bộ phận nào sẽ tính cho chi phí bộ phận đấy. Ví dụ như là liên hoan tổ chức cho bộ phận bán hàng để khích lệ anh em bán hàng, chúng ta sẽ tăng chi phí bán hàng, đúng không ạ? Như vậy ở đây chi phí của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Hoặc là người nhân viên này đi mua hàng hóa cho công ty thì hàng hóa của công ty sẽ tăng lên. Hoặc người nhân viên này đi mua nguyên vật liệu thì nguyên vật liệu của công ty sẽ tăng lên. Tùy theo cái số tiền mà chúng ta đưa cho họ, họ đi mua cái gì cho công ty thì cái đấy nó sẽ tăng lên này. Và cái 100 kia thừa họ trả lại công ty, tức là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng sẽ tăng lên. Đó. Đây là cái phần thừa, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng là phần thừa, hàng hóa, nguyên vật liệu, chi phí là phần thực chi, còn tạm ứng này sẽ là tổng số tiền ban đầu mà chúng ta mua. Đó. Ví dụ chị điền thẳng vào đây nhá, vừa nãy mình đưa cho họ 2.500.000 này, 2.500.000 này, sau đó họ đi mua về thì thực tế là họ đã mua hết 2.400.000, mình sẽ điền 2.400.000 vào bên trên này.
và họ trả lại mình 100 thì mình sẽ điền vào tiền mặt tăng lên 100 và tạm ứng sẽ giảm xuống 2,5 triệu. Áp thẳng vào cái ví dụ kia nhá. Và ở đây chi phí tăng, tài sản tăng ghi nợ, tài sản tăng ghi nợ và tài sản giảm mình sẽ ghi vào có tài khoản tạm ứng. Rất là đơn giản đúng không? Nghiệp vụ cuối cùng, nghiệp vụ số 5, hoạt động chi tiền nào. Chi tiền thanh toán lương cho người lao động. Ở trong công ty thì cuối tháng chúng ta mới thanh toán lương cho người lao động một lần. Có những công ty thanh toán ở giữa tháng hoặc có những công ty thanh toán vào cuối tháng. Hầu hết các công ty đều thanh toán vào thời điểm cuối tháng. Thế thì cuối tháng họ trả tiền lương cho người lao động, họ sẽ giảm cái khoản nợ của họ đối với người lao động xuống, phải trả người lao động hoặc là phải trả công nhân viên, phải trả này nó sẽ giảm xuống. Chúng ta giảm món nợ của chúng ta đối với người lao động xuống và chúng ta cũng mất tiền đi. Chúng ta đưa tiền cho họ thì tiền của chúng ta sẽ biến mất, đưa tiền để trả lương đấy. Tiền giảm, nguồn vốn giảm, nguồn vốn giảm ghi nợ, tài sản giảm ghi có. Và đó là một số những cái nghiệp vụ cơ bản. Vừa ôn lại những cái gì mà mình đã học rồi và vừa có những cái nghiệp vụ thật là thú vị trong trường hợp chúng ta có thêm tiền vào doanh nghiệp và chúng ta mất tiền đi thì chúng ta phải ứng xử như thế nào sẽ nằm ở những cái ví dụ này nhá. Và chúng ta sẽ cùng nhau làm một số những cái ví dụ ở trong video tiếp theo.